Xong chưa? Bây giờ chuẩn bị nha. Rồi, tới đây, tới đây. Làm gì nhỉ? Đây, làm gì nhỉ? Đôi mông. Làm gì nhỉ? Đưa tay cho ba đi. Đi. Thả về mà nè. Xong chưa? Chuẩn bị chưa? Đưa tay cho ba nha. Rồi, Baraki. Baraki, Baraki. Baraki. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ và Sam Cuộc Sống Brazil. Hôm nay sẽ là một ngày với rất là nhiều bất ngờ và hạnh phúc cho hai bạn nhỏ nha. Đây là những cái thước phim mà mình quay lại căn phòng trước khi cải tạo cho Angelina và Samuel. Căn phòng nhìn qua thì có vẻ là cách bài trí khá đơn sơ và chưa được đẹp mắt. Nhiều vật dụng thì còn chưa có chỗ để và tủ quần áo thì cũng đã xuống cấp rồi, cần được thay mới. Với lại tường thì quá là nhiều vết bẩn bởi vì cũng 5-6 năm nay rồi không có sơn tường lại cả nhà. Căn phòng khá là rộng nhưng lại chưa được tận dụng hết diện tích một cách triệt để. Rồi cộng thêm việc là các con cần có nơi để ngồi học tập nữa. Nói thật là nhiều lúc mà mình bước vào căn phòng này mình thấy rất là bừa bộn với lỉnh khỉnh đồ đạc luôn. Mặc dù là mình đã dọn dẹp và lau chùi mỗi ngày luôn á. Thế là mình và chồng quyết định thay đổi toàn bộ diện mạo của căn phòng này, biến căn phòng trở nên thông thoáng, hiện đại và đặc biệt là sử dụng triệt để mọi diện tích của căn phòng. Rồi thế là quyết định đập cũ xây mới lại toàn bộ để hai con vừa có chỗ học tập vừa vui chơi thoải mái. Thì hai vợ chồng mình liên hệ với một công ty chuyên về xây dựng và thiết kế nội thất nhà cửa, thì họ có cử nhân viên xuống để đo đạc căn phòng, lên bản vẽ thiết kế. Và sau đó thì hai vợ chồng mình có đến văn phòng để duyệt bản thiết kế và phải trải qua 3 lần thiết kế, thì cuối cùng thì cái bản thiết kế này hai vợ chồng mình cũng duyệt cả nhà ơi. Chào mãi thì hôm nay hai anh này mới đến để lắp ráp căn phòng. Mình người lớn mà còn háo hức nôn nao nói chi là mấy đứa nhỏ. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ lắp ráp cũng mất cả 2 ngày cả nhà. Thêm một ngày mình lau dọn, sắp xếp quần áo và đồ chơi vào nữa. Vậy là sau bao ngày chờ đợi thì hôm nay hai con cũng đã chính thức đập hộp căn phòng mới toanh luôn nha. Cả nhà ơi, thì bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay thì căn phòng của Samuel và Angelina cũng đã chính thức hoàn thành rồi. Cái khoảng thời gian mà bên đơn vị thi công á, họ hoàn thành hết tất cả thì chắc cũng hơn cả tháng trời đó cả nhà. Đây là một cái căn phòng mơ ước của hai đứa nhỏ từ rất là lâu rồi, và ngày hôm nay là ba với mẹ đã hoàn thành cái ước mơ dành cho hai đứa nhỏ, để có một cái căn phòng thật là đẹp. Và bây giờ mình xin mời cả nhà hãy đi cùng với mình để khám phá căn phòng vừa mới cải tạo của hai đứa nhỏ nha. Tinh 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 tinh. Đây. Đây, mình quay cho cả nhà xem. Đây là tủ quần áo của Samuel. Cái giường này là của Angelina. Tại vì Angelina lớn rồi, Angelina chọn cái giường ở phía trên đó. Còn đây là cái giường của Samuel đó cả nhà. Và những ngày trước thì mình với lại chồng mình nó quyết định là đi đến cửa hàng mua mới hoàn toàn từ gói nè, mền nè, rồi chăn nệm, nói chung là mọi thứ đều mới hoàn toàn hết cho các con luôn đó, cả nhà thấy không? Và cái phía bên dưới là cái bàn học của Samuel. Đây, phía này là giường của Samuel, bàn học của Samuel bên cạnh luôn. Và tiếp tục là bàn học của Angelina. Đây, bàn học của Angelina đó, có hình của Angelina nữa nha cả nhà. Thì cái này là mình sẽ mua nhiều thứ để trang trí lên cho con nhiều hơn nữa trên đó, trên tường. Thì bức tường của con thì con có thể trang trí những cái gì mà con muốn. Nếu mà con thích thì mình sẽ mua thêm, mình với chồng mình sẽ mua thêm. Và đây là cái kệ để những cái đồ chơi nhỏ nhỏ cả nhà. Có cái thùng đồ chơi rất là to, nhưng mà mình tưởng đâu là có thể cho vào vừa cái chỗ này, nhưng mà khi mà mình cho vào thử thì nó không vừa cả nhà. Nó cái kệ này nó bề ngang nó hơi nhỏ so với lại cái thùng đồ chơi này, và mình chỉ để được những cái đồ chơi nhỏ linh tinh thôi đó. Kệ này là để đồ chơi nè. Cái này đó là để cho Angelina và Samuel bỏ cái cặp táp á, cái cặp tép là đi học về thì sẽ bỏ đây. Còn đây, còn cái kệ này á thì đây là sách vở mà Angelina học ở trường. Còn đây là những cái quyển sách về bên đạo Thiên Chúa nè, rồi truyện tranh nè, rồi những cái cuốn sách mà Angelina với Samuel hay đọc. Đây, tại vì nhà mình nó là rèn luyện cho hai đứa nhỏ đọc rất là nhiều sách cả nhà, nhiều sách lắm mà mình chưa có chất lên hết. Tại vì ngày hôm nay gấp gáp quá mình cũng không có thời gian ở cả nhà, thì mình sẽ cho thêm sách vào kệ nữa nha. Còn nhiều sách lắm.
Tại hai đứa nhỏ mình rất là thích đọc sách. À, đây là đồ chơi, à, đây là xe của Samuel nè, đây là con gấu bông của Angelina hồi còn nhỏ, à, đây là cũng là kệ để đồ, những cái đồ mà dễ bể, dễ vỡ hay là dễ bị hư á, thì mình sẽ cho lên trên cao để cho Samuel á, khó lấy cả nhà. Samuel á, rất là hay nghịch á, nó hay lụm ba cái đồ linh tinh đó trên đó nữa, cũng là sách luôn á cả nhà đó. Cả nhà thấy không? Rồi mình nói chung là khi mà thiết kế cái căn phòng này mình rất là ưng ý luôn á cả nhà. Mọi ngóc ngách trong căn phòng này mình rất là ưng ý. Và mình cũng kêu chồng mình là thay mới cái rèm cửa luôn. Đây, đây là cái rèm cửa. Cái rèm cửa này thì kéo. Cái rèm cửa này coi chứ mắc lắm nha cả nhà. 2 triệu mấy một cái rèm như thế này nè. Đó. Mắc lắm nha, chứ không rẻ nha. Mình tưởng nó rẻ lắm nhưng mà khi mà đến cửa hàng mua thì khoảng 2 triệu mấy một cái rèm á. Rèm nhìn đơn giản vậy thôi mà 2 triệu mấy á cả nhà. Đắt quá trời đắt. Rồi bây giờ là mình sẽ quay thử cái giường của Angelina phía trên cho cả nhà xem. Ở dưới thì cả nhà nhìn thấy được cái giường của Samuel rồi. Nói chung là đồ của Samuel thì Samuel là con trai mà cả nhà thì nó thích khủng long nè, rồi thích siêu nhân đó, nên là mua những cái mà các con thích. Ví dụ như Angelina thích cái gì là mình sẽ mua cái đó, còn Samuel thích cái gì là hai vợ chồng mình cũng sẽ mua cái đó cho hai theo sở thích của hai đứa nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ quay cái giường ở trên cho cả nhà xem nha. Đây, đây là cái giường tầng phía trên của Angelina này cả nhà thấy không? À, Angelina thì thích màu tím. Màu tím, trời ơi, em thích màu tím. À, màu tím mà pha chút màu hồng á cả nhà, là em rất là thích. Và đây là cái mền mà mình chọn cho Angelina nè. Trời ơi, khi mà mình đem cái mền thì về nói là trời ơi, gì chọn cho con đó thì Angelina nhảy cẩn lên vì là khoái á cả nhà, rất là thích luôn rồi. Em rất là thích cái mền này luôn á. Em rất là yêu cái mền này, mình lùng sục đã đời luôn mới tìm được cái mền này cho Angelina đó cả nhà. À, đây là giường của Angelina nha. Em thích trên cao. Em thích cái giường này nên là cho em ở trên đây. Còn cái chỗ trống trống này nè cả nhà, nhiều khi mà Angelina muốn đọc sách hay cái gì đó thì con lười mang xuống thì con có thể bỏ trên chỗ này. Đó, cái chỗ này là để con có thể để sách thêm. À, vậy đó. À, ban đầu á thì cái đồ leo lên này nè cả nhà là nó sẽ nằm ở khúc này, nó nằm ở ngay chỗ đoạn này, nhưng mà mình với chồng mình thấy á, thì nó sẽ bất tiện cho cái ghế kéo ra kéo vô thì nó sẽ bị vướng với lại cái cầu thang, nên là chồng mình đổi cái cầu thang qua đây, và mình thấy chồng mình đổi sang qua đây thì rất là tiện lợi nha cả nhà. Nó có thể kéo ghế ra rất là thuận tiện, với lại dễ quét dọn nữa cả nhà. Đó. Đó, cả nhà thấy sao về căn phòng của hai đứa nhỏ? Và bây giờ là mình sẽ quay cái tủ cho cả nhà xem nha. À, mình rất là thích cái thiết kế tủ ở bên này thì họ làm full luôn, họ làm full luôn tới trên luôn cả nhà thấy không? À, có rất là nhiều diện tích ở phía trên, đó là mình sẽ để chăn ra, gói nệm cho các con với lại khăn. À, tại vì khăn đó là thay mỗi ngày, đó là ngày mình chưa sắp xếp, mình chưa có thời gian sắp xếp hết cả nhà ơi, nên là phía trên nó còn trống, ngày mai là mình sẽ ở không á, mình sẽ dọn dẹp lại cho các con. Đây nè, đây là của Samuel, đây là mấy cái áo khoác của con nè. Đồ của Samuel thì ít hơn Angelina nhiều cả nhà ơi. Đây còn đây là mấy cái học tủ nè. À, đồ của con, đồ đi học, đồ khăn khiếu đó, dớ mình sắp xếp ra gọn gàng hết. Đồ mùa đông ra mùa đông, đồ mùa hè ra mùa hè. Đó, cả nhà thấy không? Còn ở dưới đây là cái ngăn mà mình để giày dép cho con nè. Đó. Cái thấp thấp á thì mình có thể để ở dưới để mà dễ lấy. Còn ở trên cao thì một tuần mới thay chăn ra gói niệm một lần, nên là để trên cao để có gì tiện lấy. Mình rất là thích cái tủ như thế này, thiết kế như thế này thì nó tiết kiệm được diện tích và mình có thể để nhiều hơn á cả nhà. Tiếp theo là cái tủ của Angelina nha. Tủ của Angelina đây. Angelina là con gái mà cả nhà, đồ nhiều lắm. Đồ của em rất là nhiều. Đồ của em là cái này là chưa chắc vô hết đó nha cả nhà. Còn nữa á, cả nhà thấy ở trên không, còn đồ đó là đồ mùa hè, và hiện tại là đang là mùa đông, nên là mình chỉ xếp đồ mùa đông vào cho con thôi. Còn khi nào mà mùa đông hết rồi thì mình sẽ xếp mấy cái áo khoác này nè, mình xếp chất lên trên. Còn đồ mùa hè thì mình sẽ đem xuống dưới đó.
là tủ quần áo của con là mình sắp xếp gọn gàng hết rồi, đâu ra đó, cái nào ra cái đó hết nha. Mình thì quan trọng cái trong nhà là quần áo là phải xếp gọn gàng nha, chứ mà bài bài là mình không có thích đâu. Nên là mình cũng nhiều khi mà Angelina với Samuel mà bài á, là mình nói là con cũng phải tự dọn nha. Lớn rồi, mình dạy hai đứa nhỏ tự lập cả nhà ơi. Đây là già dép, mình xếp gọn gàng lại hết luôn đó. Cả nhà thấy sao? Nói chung là một lát nữa là mình sẽ quay cái khoảnh khắc mà hai đứa nhỏ bước vào căn phòng này. Và cả nhà hãy chờ cái khoảnh khắc đó nha. Bây giờ là mình sẽ quay lại tổng thể cho cả nhà xem. Thì chi phí để mà tiền thuê kiến trúc sư với lại thiết kế căn phòng này hết luôn. Chi phí nội thất đồ họ sẽ đóng hết cho mình luôn, ghế đồ luôn ở này kia đó. Rồi tính luôn tiền mà mua lặt vặt linh tinh của căn phòng này nữa. Thì tổng chi phí là gần 100 triệu nha cả nhà. Còn có mấy triệu nữa là đúng 100 triệu á. Còn khoảng là 7 triệu nữa là đúng 100 triệu, là 90 mấy triệu đó cả nhà, là căn phòng này nè. Đó là mình cũng đã sơn lại hết luôn á nha. Sơn tường nè, sơn hết bao quanh luôn. Là cái này cũng còn chưa xong nữa cả nhà ơi. Mình sẽ còn chỉnh sửa nhiều thứ nữa. Ví dụ như mình sẽ mua thêm mấy cái đèn ở trong đây cho con nữa. Rồi chưa có đèn bàn nè, phải mua thêm đèn bàn cho con nữa nha. Rồi phía này á là mình sẽ treo những cái bức tranh khi mà Angelina lúc còn nhỏ xíu nè, rồi Samuel lúc còn nhỏ xíu cho đến lúc mà tuổi của các con lớn dần lên với lại ảnh gia đình, thì mình sẽ treo ở đây cho con. Đó, đây là hình khu vực sẽ treo hình của các con đó. Bây giờ chuẩn bị nha. Rồi tới đây, tới đây. Đôi mông. Đưa tay cho ba đi. Xong chưa? Chuẩn bị chưa? Đưa tay cho ba nha. Rồi, Baraki. Baraki, Baraki. Baraki. Oche. Vâng. 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 Sao? Samuel con thích không? Angelina con thích không? Olha a cortina, filha, você viu? Con nó mừng nè, cả nhà có hai đứa nó mừng nè. Rồi Angelina, Angelina. Olha aí. E aí, filha, dá pra estudar aí? Fazer as tarefas? Que perfeito! Meu amor! Abre aqui o guarda-roupa pra você ver. Devagar, devagar, essa porta é automática. Olha isso, filha. Olha. Vou ter que fazer aula descalada, pai. Caramba, hein? Olha lá o Samuel, olha lá o Samuel. Olha, Samuel. E aí, olha, vai cama, tá? Angelina, vai cama. Agora fecha sozinho. Tudo mesmo? Tudo seu, filha. Então, ela só solta que ela fecha sozinha. Não pode empurrar pra fechar, tá? Abre. Só soltar assim que ela vai fechar sozinha. Ah, Angelina, tira o sapato, vai lá. Ai, meu Deus do céu. Filho, então vai. Ai, meu Deus. Eu não vou aguentar. Será que eu posso ir na minha cama? Tira o sapato. Tira o sapato. Aí, agora vai, Samuel. E aí, filho, você nem viu a luz? Uau! Ô, pai, sabe como me sinto? Eu tenho que soltar de roupa antes! Ai, é! Tá errado, filho. Meu amor, tá errado. Muito olá, feliz! Olha lá, olha o croque lá, tira o tênis já, calça o croque. Meu Deus do céu! Deita aí, deixa eu ver, deita aí, deixa eu ver. Experimenta aí. Agora eu vou dormir. Segurança máxima. Olha a coberta, você não viu a coberta? Ai meu Deus, é um dinossauro. E o do Samuel de dinossauro? Você tem uma coberta de dinossauro, irmão? Eu tenho, olha. Eu vou dormir. Olha lá. Como é que desce? Eu escado o lobo. Meu assim. Então o Samuel dormiu, cara. Deixa aí na cama. Como é que deu? Aqui, ó, pode deixar ele aqui, ó. Tá, vai aprendendo aí, filha. Dá seus pulos aí. Tu canta. Pô, pula, você que sabe. Não, pelo amor de Deus. Não, tem que ser do outro jeito, né? Não vai dar certo.
tem que vir de costas. Do jeito que você sobe, você desce. Entendeu? Ok, agora você está seguro para pegar meu animal. Senta aqui no seu cadeirinho, deixa eu ver como é que você vai fazer a sua tarefa. Que cadeirinha chique! Beleza, Gina? Só essa manhã vai sentar na cama, sabe? Senta lá, Vila, essa cadeirinha aqui. Eu não posso fazer a tarefa. Ah, tá bom então. Pai, eu tenho pra fazer a festa do pijama que bota aqui embaixo e fica uma cabaninha. Ah, é mesmo? Mas essa é a minha coberta. Olha, de dinossauro. Olha, gostinho, você gostou? Ah. Olha lá o efeito que dá, vai lá pra você ver o efeito que dá. Deixa eu ver. É assim, criança não pode fazer, tá? Só mamãe e papai. É, isso aqui criança não pode não, só mamãe e papai. Por quê? Se estourar isso aqui, é um... Não! Você tá bem? Não. Pode, eu coloquei também. Tá, tira o tênis. Aí, vai lá fazer a festa com a maninha agora, vai? Tá, não, lembrando. Vai lá, não, vai. Lembrando. Chama. Deixa eu ver se cabe. Cabe o quê? Não, eu não invento moda ainda não, ainda não. Ainda não, espera. Tem que garantir, né, pai? Ela tem que fazer cabaninha. Ah, dá certo, né? Vai ter festa de aniversário do pijama da Analisa. Eu cheguei no alto. Mamãe fala, Ana. Mamãe fala com a criança. Não bote pula lá, tá? A mão na parede, Gil. Bota a mão na parede. Tá bom. Papai vai botar papel de parede. Posso descer? Pode. Pai, posso descer? Quem gosta do 4, levanta a mão! Yeah! Bye bye, xin chào tạm biệt! Đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho cả gia đình nhà nó xem thật nhiều! Bye bye!